Hello, xin chào các bạn trong câu lạc bộ nói chung và các bạn xem YouTube nói riêng. Thì như trong câu lạc bộ chúng ta đã hoạt động cả mới lẫn cũ. Những người cũ thì chắc cũng hơn một năm mấy rồi, còn những người mới thì cũng được mấy tháng. Thì chúng ta thấy rằng là khi chúng ta đã làm chủ được từng cái khung thời gian trên frame 1, thì cái bước thứ hai chúng ta sắp tới thì chúng ta đẩy mạnh trong vấn đề phối hợp. Thì về chứng khoán Việt Nam thì nó khá là chậm, cho nên chúng ta trong cái quá trình học thì nó sẽ gặp nhiều cái khó khăn trong cái vấn đề thời gian, tại vì chúng ta cần nhanh. Học nhanh thì chúng ta phải làm trên Forex. Thì cái trở ngại trên Forex thì nó sẽ cái phần mềm của nó sẽ khác biệt một chút xíu so với như MetaTox hoặc là Ami Rocker cũng như là Fan. Thì chính vì vậy thì mình đã xây dựng một cái bộ template các bạn, để có thể chúng ta có thể chuẩn hóa lại. Nếu mà chúng ta dùng một cái demo ở trên trên MT4 các bạn, là nó bị sai một số cái. Chính vì vậy thì với sự giúp đỡ của bạn Kevin bên Mỹ thì đã giúp đỡ mình thực hiện cái template này dành cho các bạn. Và hy vọng trong cái thời gian thị trường chứng khoán Việt Nam mà đang đi xuống, thì đây là một điều kiện có khoảng một cái thời gian khá là lớn để chúng ta có thể học hỏi và trau dồi kinh nghiệm trong thời gian tới các bạn. Thì rất mong các bạn hãy chăm chỉ trong cái ngày nghỉ Tết cũng như là thời gian tới đối với cái thị trường chứng khoán đang gặp nhiều cái khó khăn, thì chúng ta có cái thời gian chúng ta trau dồi thêm cái kỹ năng sử dụng Ichimoku. Chúc các bạn trong câu lạc bộ qua cái nghỉ Tết này sẽ lên một cái level mới và chuẩn bị hành trang cho cái cuộc trading năm 2018 này các bạn. Các bạn xem video và thực hiện theo những cái bước của mình. Mình thật là đi thật là chậm chi tiết cho các bạn nha. Thì chúng ta lên Internet các bạn. Chúng ta có thể lên Internet ở đây. Thì các bạn có thể gõ vào MT4 MT4. Thì bây giờ bạn thấy không, nó có giao dịch nè, FBS nè các bạn Thì các bạn FBS các bạn đánh vô, thì các bạn thấy là bạn sẽ tạo mở một cái tài khoản thấy không? Mở một cái tài khoản. Thì bạn có thể mở một cái tài khoản, bạn chọn ở đây Miro hay Sen gì đó hay Tanda ha. Thí dụ như bạn mở một cái tài khoản Sen với cái mục USD, ghi họ và địa chỉ thư điện tử rồi số điện thoại di động các bạn. Tôi lấy ví dụ như là bỏ đây rồi thư điện tử thì mình sẽ ghi là Trịnh Phát, Trịnh Phát các bạn. Rồi, a@gmail.com. Rồi điện thoại di động thì mình sẽ ghi cho các bạn là 0906393968. Cái điện thoại này điện thoại của mình luôn, các bạn. OK, mình đăng ký ha. 0906 0906 393968. OK rồi, tôi chấp nhận. OK các bạn, chỗ đây là vui lòng ghi ký tự. OK vậy là mình ghi chữ rồi. Thì mật khẩu tạm thời được tạo. Thí dụ như bạn có thể đánh
mà cái mật khẩu bạn có thể đánh ha. Rồi, bạn đã mở xong một cái tài khoản Sen thì bạn sẽ được có là số tài khoản hả các bạn. Rồi số mật khẩu rồi ha, giao dịch chủ gì đó. Rồi bạn có thể MT4 for Windows bạn download về hả các bạn. Trên đây thì bạn có thể xác nhận lại. Ví dụ như là chúng ta có thể xác nhận lại tài khoản, xác nhận lại tài khoản. Thí dụ như bạn xác minh về email, xác minh số điện thoại, xác minh danh tính, có nghĩa là bạn sẽ phải xác minh cái email mà mình đã đăng ký, rồi nhập cái số điện thoại thì nó ra một cái số code mình nhấn vô và xác minh mình gửi bằng danh tính, có nghĩa là mình gửi cái mặt trước và mặt sau của chứng minh nhân dân thì gửi vào đây thì mình sẽ được 50 đô nha các bạn, mình sẽ được 50 đô khi người ta xem xét thì mình sẽ được 50 đô. Và chúng ta trở lại cái màn hình thì chúng ta có thể download cái phần mềm này về hả các bạn. Thì chúng ta sẽ download và ép ngay chỗ này, ngay chỗ phía góc trái nó sẽ có cái phần mềm các bạn download về, và chúng ta sẽ cài lít vào cái mục cài thì chúng ta sẽ run nó hả các bạn. Thì tôi đã cài rồi hả các bạn, tôi đã cài rồi và hiện tại bạn có thể vào một cái thư mục mà đây chúng ta có có download nè các bạn. Chúng ta sẽ thấy nè bạn không? FBS nè, FBS. Cái này mình chơi demo thôi các bạn. Rồi mình cài vô thôi, nét nét rên rên là xong. Phần mềm nó cũng khá là nhẹ. Và mình có một cái mình sẽ mở lên một cái phần mềm này. Ở đây mình có thể tạo một cái account miễn phí cho các bạn, bạn có thể tự tạo một account miễn phí. Ví dụ như bạn vô đây, bạn open account ở cái server nào thì mình chọn vào cái thư mục mà lấy cái trang web đó, mình vào mình có thể tạo được một cái account và mình connect vào đây, các bạn connect vào đây. Rồi sau khi bạn đã có phần mềm bạn cài đặt thì thường thì nó sẽ ra cái thường thì nó sẽ ra cái đồ thị như thế này các bạn ha. Và chúng ta phải làm sao? Thì bạn sẽ trong forum mình đã gửi cho các bạn hai cái file mình đã làm sẵn rồi ha các bạn. Đó là công thức thôi, cho nó dễ hiểu thôi, thực ra mình làm bằng tay cũng được. Nhưng ở đây chúng ta sẽ đã có rồi công thức rồi. Thì bạn sẽ đi vào vào đây, bạn có cái dao găm MQ4 các bạn, hai file và một file là Ichimoku, bạn copy hai cái file này vào một cái chỗ nào đó rồi ha. Bây giờ thì với một cái màn hình như thế này thì mình sẽ làm như thế nào các bạn? Thì mình sẽ vào trong ở đây bạn sẽ vào tool nha, tool nha các bạn. Rồi bạn chọn là Meta Water Language Editor. Đấy. Thì cái chỗ này là cái chỗ mà để lập trình nha các bạn. Lập trình robot hoặc là lập trình trên cái MT4 này. Thì có một số bạn đã gửi cho mình cái phần lập trình system mà mình đã code trên cái MetaTop rồi. Các bạn. Mà bạn ấy đã code trên cái MT4 này mà mình chưa thời gian download về cũng như là để bắt test và hiệu chỉnh nó lại. Thì mình đã đang code nhưng mà chưa có thời gian nha các bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ mở cái file mà hai bạn mà tôi đã gửi cho các bạn, bạn lưu đây. Thí dụ như bạn mở cái file dao găm ra. Đó, bạn thấy có một đoạn code đúng không các bạn? Đoạn code rất là đơn giản. Rồi bạn sẽ
mở cái file này bạn sẽ save as, không? Bạn save as vô cái thư mục, không? Vô cái thư mục ở đây. Vô cái thư mục mà đây nha. Thí dụ như là MBC MBC rồi on data roaming metatop water rồi what okay. Mình phải mở bạn mở cái xin lỗi bạn, mình mở cái indicator ra ha. Mở cái file cái thư mục indicator ra, rồi mình sẽ mở cái dao găm ra ha, các bạn mở cái file bên đây nha các bạn, mở cái dao găm ra ha. Đó. Thì mở luôn cả cái này đi, thì cái indicator thôi bên đây nè, thì mình sẽ save s bây giờ bạn save s, thì cái lúc này thì nó sẽ tự động mở cái con dao găm của mình vô cái mã gì đó MQ4 rồi indicator của mình luôn. Đó. Như vậy mình để nguyên cái con dao găm này vô, mình save s. Đó. Ở đây mình đã save rồi cho nên nó sẽ lưu lại. Đó. Rồi mình tiếp theo mình sẽ mở cái Ichimoku ra. Đó. Và ở đây mình sẽ bắt đầu save s tiếp. Đó. Đó. Vô đúng cái thư mục indicator này. Đó. Rồi mình save Ichimoku và relax nữa. Vậy mình đóng lại ha. Như vậy thì ở đây bắt đầu chúng ta sẽ có một cái file nữa ha. Có một cái file nữa, đó là cái file tôi cũng gửi cho các bạn luôn rồi ha. Đó là cái file template name, phải không? Template name TPL cái file này ha. Thì mình chỉ cần kích vô cái file này ha. Mình sẽ copy ở đâu đó ha. Bạn có thể lưu ở đâu đó cũng được. Thì bây giờ mình phải cho nó hiện lên. À, mình nhấn cái nút phải chuột trên cái màn hình này ha, các bạn. Thì mình bắt đầu sao bạn? Chọn template rồi bạn sẽ đưa vô bạn chỉ vô load template ha, các bạn. Rồi. Bây giờ mình sẽ tìm cái file cái file mà mình gửi cho các bạn đó, mình đưa vô đây. Ha, các bạn. Mình chỉ vô cái phần này rồi mình ok. Nó ra. Vậy là xong. Là có đầy đủ hết tất cả cho các bạn vào đây. Và như vậy thì mình sau khi có cái này mình sẽ hiệu chỉnh nha các bạn. Hiệu chỉnh cho nó thành 6 khung bạn muốn 4 khung cũng được, hoặc là 6 khung thì cũng được ha. Như mình thì mình đang để 6 khung. Thì bạn có thể nếu bạn bỏ hết mấy cái này đi, bạn có thể chỉnh nó lại như thế này. Xong bạn chọn nó là gì. Ở đây bạn có thể cho nó là khung ngày bạn bấm lên đây có khung ngày. Rồi, xong mình tiếp tục sao bạn? Tiếp tục new. New một cái chạc. Cũng cái chạc gì đó. Rồi mình sao bạn? Mình cũng add template này. Rồi mình load template. Load template lên. Rồi ok. Thì mình ở đây. Mình cũng điều chỉnh cái khung nó lại. Cho nó vừa cái màn hình của mình. Sau đó. Hả bạn? Sau đó thì mình cũng sao? Mình chọn. Nếu mà đây ngày. Thì mình có thể chọn là H4. Tương tự như vậy bạn cho H1 rồi 15 phút rồi 5 phút rồi 1 phút ha, các bạn. Thì chỗ này chúng ta sẽ thực hiện được như trong video mà hôm trước mình gửi cho các bạn, video thứ nhất để mà sử dụng phối hợp khi trading ha, các bạn cũng đã thấy và thực hiện theo những cái điều này thì các bạn sẽ làm một cái bảng template như vậy ha. Rồi thí dụ như các bạn xong, sau khi mà xong như thế này thì các bạn chỉ cần đóng nó lại thôi. Nhưng sau khi đóng nó lại thì lần sau các bạn mở lên thì nó hiển thị y chang như cái mình đang cần muốn. Đó các bạn. Đó. Nó cũng ra 6 khung. Như vậy. Thì nó tự nhớ luôn cái template này. Thì đây bạn chỉ cần muốn, thí dụ như ở đây là monthly nè các bạn, là đồ thị tháng nè, của vàng nè. Còn bây giờ bạn muốn qua chuyển qua đồ thị ngày thì như thế này. Thì lần sau chúng ta nó chuyển qua đồ thị ngày. Và bây giờ chúng ta chỉ cần sao các bạn? Cặp tiền nào thì chúng ta sẽ đưa vào, lôi qua đây thôi. Tôi lấy ví dụ như chúng ta có cái tập tiền USD và China. Chúng ta lôi nó từng qua từng cái khung hình đây. Thì chúng ta sẽ được một bộ của nó.
Còn các bạn muốn hiện cái chốt mua bán chỗ này thì các bạn đánh nút phải ha, vô cái template of the market bên đây ha, các bạn muốn hiện cái ô này lên, xin lỗi, one tick trading thì các bạn sẽ hiện cái này hiện cái này lên. Thí dụ bạn không thấy nó không hiện lên thì bỏ one tick trading đi. Ok, vậy là mình chỉ đặt cái khung mua bán ở cái khung ngắn nhất, còn chỗ này để cho mình xem thôi. Như vậy thì đây là cái video hướng dẫn cho các bạn để mà có một cái bộ template có thể sử dụng trong cái FX. Bạn có thể mở một cái tài khoản được khuyến mãi $50 để các bạn đánh thử. Đánh thử, các bạn đánh trong via rất là nhỏ, sai rất là nhỏ, đừng đánh sai lớn, và tập luyện như đánh thật nha các bạn, và học trên những cái bài học như sắp tới mình sẽ gửi cho các bạn những cái bài học đó, và như vậy thì các bạn có thể thực hành ngay trên cái phần mềm MT4 này. Tôi để lại cái vàng. Như vậy thì sắp tới chúng ta đã có phần mềm để chúng ta thực hành. Rất mong các bạn sẽ cài đặt thành công cái MT4 cũng như là cái bộ template để chúng ta thuận tiện cho cái việc học hành. Xin cảm ơn quý vị các bạn. Chúc các bạn trong câu lạc bộ và cũng như ngoài câu lạc bộ có một cái mùa xuân vui tươi cho bên gia đình, và có cái thời gian có thể luyện tập cái Ichimoku này trên cái thị trường tài chính thế giới các bạn. Chúc các bạn thành công trong tương lai, và hẹn gặp lại các bạn vào những cái buổi học, cái video học mình sẽ gửi trực tiếp lên cái forum lớp học online các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.